Nhắc đến đồ án thì chính là nỗi ám ảnh của những sinh viên nhạc kiến. Nhưng không sao, lụt thì ta chạy, ngập rồi thì sẽ có phao bơi. Với các em sinh viên năm nhất chắc chắn sẽ rất tò mò về đồ án kiến trúc sẽ như thế nào đúng không? Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn bí quyết để sinh tồn qua mùa đồ án của sinh viên kiến trúc sẽ rất tò mò về đồ án trông như thế nào đúng không? Đây chính là đồ án của các bạn. Đây là một số các đồ án của trường mình nè. Các bạn có thể cùng tham khảo. Thế thì làm đồ án cần phải chuẩn bị những gì? Đầu tiên thì chúng ta sẽ có là format. Format thì sẽ có nhiều kích cỡ 2 ly, 3 ly và 5 ly. Các bạn có thể chọn kích cỡ tùy theo vào công trình và tùy vào độ dày mỏng các bạn mong muốn. Tiếp theo thì đến gỗ để làm công trình này. Nhưng mà cái này khá là đắt nên các bạn có thể sử dụng một cách cẩn thận. Còn ngoài ra thì chúng ta sẽ có đó chính là mica. Mica này thì rất chi là khó để mà cắt. Làm mô hình thì chắc chắn không thể thiếu các hoa lá cành để mà trang trí và vật liệu trang trí. Đây chính là các hoa lá cành mà mình hay dùng. Theo thì chúng ta sẽ đến các dụng cụ để cắt mô hình. Đầu tiên thì đó chính là bảng cắt. Đây nó đây. Rồi cắt mô hình sẽ không thể thiếu đó là dao mổ và keo dán. Dao mổ thì các bạn nhớ cẩn thận nhá. Mình đã bị tay mấy lần khi sử dụng dao mổ rồi. Ngoài mô hình thì đồ án kiến trúc nó còn là thể hiện phương án. Để thể hiện được một phương án thì ngoài ý tưởng ra chúng ta sẽ cần phải thể hiện và trình bày trên giấy. Và chúng ta cần phải chuẩn bị những gì? Đầu tiên đó không thể thiếu đó là giấy vẽ. Giấy vẽ thì có rất nhiều loại. Và với các bạn sinh viên kiến trúc thì cũng không lạ gì về mấy cái giấy vẽ này rồi. Là Canson này, Suki. Còn một loại đó là giấy PP dùng để in cho đồ án. Vẽ thể hiện phương án thì sẽ cần tới bảng chữ T. Đây là một loại bảng cổ to để cho chúng ta có thể đặt giấy vẽ lên. Bảng chữ T này các bạn muốn sử dụng được lâu thì nên mua bảng kích cỡ lớn. Chứ giống như bọn mình năm nhất mua bảng A3 rồi dùng có mỗi một lần và từ đấy nó đã được xếp gọn gàng vào một góc. Tiếp theo là bút. Kiến trúc mình thì thường sử dụng đó là loại bút kim, là loại này này các bạn. Nhưng mà loại này thì khá là đắt nên là với những đứa sinh viên như bọn mình thì lấy đâu ra tiền mà mua, nên bọn mình đã chuyển sang dùng một loại bút khác cũng thuộc dạng bút kim nhưng nó khá là rẻ. Đây chính là nó, loại này này các bạn. Tiếp đến đó là thước kẻ. Vẽ mô hình và thể hiện phương án không thể nào thiếu thước được rồi các bạn ơi. Thước mà chúng ta dùng ở trong các cấp ngày trước thì nó chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh thế này thôi. Nhưng mà kiến trúc mà cái gì cũng phải bự chà bá, đến cái thước nó cũng phải to bự gấp mấy lần.